Ba, ba làm được không? Được chứ, cái này ngày nào ba không làm. Thôi hay để con làm cho. Yên tâm đi. Ba, ơi, trời, ba có sao không? Không sao. Sao đâu? Trời ơi, con nói để con làm cho mà. Thôi thôi thôi, ba đừng có làm nữa. Được rồi mà. Ôi, bây giờ mất một lóng cũng không sao nữa. Có chút xíu con sợ Trời, cái gì. thôi, không có được. Để đó đi, con lo cho. Không sao. Thôi mà. Con nấu hả? Để đó đi, chuyện đó là chuyện của con. Anh Quang. Gì vậy cô chủ? À, cô gái. À nhầm, em gái. Anh nấu ăn đi. Hôm nay ba không có khỏe. Ồ, nấu ăn hả? Ừ. Dân chuyên nghiệp là con đi. Ừ, ba ai cứ chịu để con. Luôn. Wow, ba thắt dây đẹp á, nhưng mà lâu lắm, mất thời gian lắm. Nấu cơm trưa tới chiều mới ăn được á. Để con. Rồi, thấy chưa ba? Định làm gì đây ông? Cắt tốc độ cao nhất có thể. Nè, em gái, ba nhìn con đây. Đầu tiên là mình phải tạo hình cho củ cà rốt nó thật là ấn tượng và đẹp đẽ. Ừ, nhầm, con nhầm mất. Wow. Ồ, cẩn thận đi. Ủa, còn ba thấy chưa? Mình phải làm song song cùng một lúc như vậy mới nhanh được. Ê, dừng lại. Bộ định nấu cắm heo hả? Đặt cái kiểu đó. Ba đã có cái mẫu ở bên kia rồi, phải làm giống hệt như ba mới được chứ. Thì chút sao cũng vô bụng thôi mà. Thôi thôi thôi, được rồi ông, tránh ra đi. Hả? Tôi làm chứ. Rau củ rẻ, mua lại được, không sao hết. Để con làm cái khác cho. Trời ơi, ngay món con thích luôn, con dân biển mà. Trời ơi, cá ai mà mua lựa tươi dễ sợ. Thơm phức à, thấy thương à. Bé bạc sẵn hả ba? Ê, trời đất ơi. Xong, chờ ăn thôi. Cá chưa có làm sao mà ông bỏ vô trong nồi vậy? Ủa, làm cá là gì vậy? Thôi đi, được rồi. Chính ra đi. Để em tự nấu luôn cho. Thôi thôi ba, ba lên chú uống nước để đi. Để ba làm cho. Thôi, được rồi, để bé Oanh nó làm cho. Ba lên chú uống nước đi. Biết nó có làm ăn gì được không nữa. Mà nào giờ có nấu nướng gì đâu. Không lẽ giờ mình vô mình biểu nó cho mình nấu cha nó cho nó xem rồi. Để nó nấu xem mà hồi hộp bắt mệt luôn. Ba thương con vì con giống mẹ. Mẹ thương con. Ba, uống nước ba. Ơi. Trời, ba lo lắng cái gì không biết nữa. Còn để ý thấy bé Hoành á, tra Google. Chắc là công thức ổn định lắm. Không sao đâu, ăn cái không bị đau bụng. Dạ. Đợi nước sôi xong rồi sao nữa thầy? À, bỏ thêm một ít muối. Rồi bỏ rau vô. Ủa mà thầy ơi, còn canh chua thì sao thầy? À, canh chua thì có gì? Sao? À, cá, bạc hà, me. Dạ rồi, em biết rồi thầy. Dạ. Anh Quang ơi, chết rồi. Vậy còn sao giờ? Em định nấu nồi canh chua mà em quên mất tiêu mấy món rồi. À, nhiều ít. Có mấy món thôi à, anh đi mua giùm em nha. Ừ, yên tâm, để anh, trời ơi, ai lần đầu tiên nấu ăn làm sao hoàn hảo được, anh còn thiếu đâu mà. Kể đi, vậy anh một phút bao giây, có liền. À, anh mua cho em một ít bạc hà nè. Ok. À, đậu bắp nè. Được. À, me. Ờ. Khóm. Ờ. Ớt. Ờ. Giá. Ờ. Ý, cái quan trọng nhất là con cá nữa. Thêm một con cá nữa là đủ rồi canh chua ha. Là nguyên một nồi đó cô nương, thiếu nguyên một nồi. Thôi thì anh đi mua giùm cho em đi. Đây, ha, đọc cảm ơn nha. Được. Trời ơi, thiếu mấy món nữa trời. Khủng khiếp chứ. Sư phụ ngồi đây không hỏi anh đi hỏi cái thằng gồ nào ở đâu. Tiếp ơn. Thằng đâu mà thằng thầy. Tao thích kêu thằng được không? Dạ. Ba. Gì? Con có chuyện muốn nói với ba. Nói đi. Cho con tiền đi chợ. Vậy nữa. Canh chua đến rồi đây. Cô bộ hấp dẫn quá ta. Con gái bà số 1. Con nói mà mới quanh làm được. Ăn ba. Con mời ba. Thử đi ba. Đây để con gấp rau cho ba nè. Rồi, ba thích ăn rau luộc. Cảm ơn con gái. Quanh 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 nữa nè. Quanh quanh rau đó. Trời 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 ơi. Dừng. Con rau. Mỹ bả không. Rau ăn cho nó xanh à. Ngon không ba? Ngon không anh? Ngon đúng không? Trời ơi, màu xanh gì nè. Oanh.
Dạ. Rau luộc hả Hưng? Đúng rồi, rau luộc. Rau luộc? Sao nó mặn như kho vậy? Anh biết sao không? Tại vì em coi trên mạng á, người ta chỉ là nước sôi xong rồi bỏ rau vô, mình sẽ bỏ thêm một ít muối nữa thì rau nó sẽ xanh, nhìn nó sẽ ngon hơn. Một ít của em là bao nhiêu? Có 2-3 muỗng hả? 2-3 muỗng đó ba. Ngon ba. Rất là vừa ăn. Tại anh của con hồi nãy ăn muối đó, thành thử bây giờ ăn cái gì cũng chê mặn hết trơn á. Thì ra vậy anh đó. Bây giờ ba muốn thử cái món chánh của bữa cơm hôm nay nha, canh chua. Dạ. Đúng ba rồi ba. Rất là thích ăn canh chua. Không múc lên đó ba. Đây, trộn cho nó đều phải không? Ừ, đúng rồi. Canh chua. Múc hoài múc cũng được cái hả? Ở đây. Này gì ạ? Vỏ chanh đó ba. Wow. Vỏ chanh. Dạ đúng rồi, con nấu canh chua mà phải có chanh. Con bỏ luôn vỏ chanh vô canh. Dạ. Sao sáng tạo vậy trời? Con ăn được luôn cái đó ba. Cái này lạ nha. Lạ, chắc là ngon lắm đó. Này nè, con cũng ăn đi. Nè. Đúng rồi, anh ăn đi. Nè. Rồi đây để con gắp thêm miếng đây. Chanh nè. Rồi, rồi, đây. 2-3 miếng luôn. Rồi. 3 miếng. 3 miếng luôn hả bố? Ừ. Ê, 3 miếng luôn hả cha? Cái gì? Rồi ăn nhiều vô. Trời đất ơi. Mấy thuở mới được ăn. Oh wow. Lạ nha. Rồi. Giờ mình thử đi ba. Thử chứ. Dạ. Con mời ba trước. Dạ kính lão đất thọ. Ừ. Phải thử chứ. Chua không ba? Hơi chua thôi. Đúng rồi, canh chua là phải chua chứ. Ăn rất là lạ. Wow, con thấy ba chua toát hết mồ hôi rồi đó. Để con. Tội ba quá. Bây giờ tới khoan ăn đi. Em nấu hồi nãy giờ đó. Thử tài của em coi nấu ăn sao. Dạ. Ăn hết luôn anh, hết luôn. Trời ơi. Ngon. Vậy để tôi cắn thử, cắn thử, cắn thử. Ngon mà rút người luôn á. Đúng là canh chua. Canh ra canh mà chua ra chua. Đắng ngắt à. Ngon hả em gái? Bây giờ hai người nói thiệt cho con biết đi. Đừng có sợ con buồn. Món ăn của con nấu có ngon không? Ngon. Ngon coi. Vị nào nó ra cái vị đó. Đúng rồi đó. Trong chanh á là nó có tinh dầu đúng không ba? Đúng rồi. Nó tốt cho sức khỏe lắm luôn. Ăn đi ba. Con ăn ớt cũng được. Con thà con ăn ớt. Bùng bò, bùng bò, bùng bò, bùng bò, bùng bò. Thơm quá. Thơm quá. Thơm quá. Trời, chờ con chút xíu, chờ con chút xíu. Thơm. Nhớ quá. Thơm. Thơm mà nồng quá. Hôm nay con có nấu bún bò cho ba với anh Quang ăn nè. Oh wow. Ồ, hấp dẫn quá ha. Cái màu lạ lạ vậy ba. Con thấy bất an quá. Cái gì bất an? Bún bò thì phải cái màu này chứ. Dạ. Nó đậm đà. Bỏ là thấy hấp dẫn rồi. Mà con nấu bẩn gì mà sao cái màu nó ra đẹp quá vậy? Con bỏ ớt sắc vô đó ba. Trời đất. Ớt sắc mà được nhiêu đó màu. Rồi em bỏ nhiêu ớt lận? Mới nãy em đi ra chợ, em mua 2 lạng. Xong cái cô đó cân dư. Rồi về em bỏ vô hết luôn. Bỏ hết vô luôn hả? Dạ đúng rồi. Bởi vậy nó mới ra cái màu đẹp gì nè ba. Ba thấy đẹp không? Đẹp. Trời ơi. Đúng không nhỉ? Ây da. Trời ơi, con quên mất. Con đang trong cái chế độ ăn kiêng. Con không ăn nhiều tinh bột được. Trong bún có tinh bột. Trễ giờ nữa. Con đi làm. Ba sướng nhất ba luôn nha. Nè. Ê, Quang. Mày thôi, ảnh bận rồi. Bây giờ con với ba ăn nha ba.
Ăn chứ. Phải ăn chứ. Nhưng mà khoan khoan, bà nhớ là như hôm qua mình còn dư một ít cá kho á. Thôi mình sáng nay mình ăn cá kho với cơm hủ nha. Còn cái này để bữa khác. Sáng sớm ba ăn cơm nổi không ba? Nổi hết á. Thôi bây giờ mình ăn cơm với cá kho, còn cái này để bữa khác. Vậy thì bún bò mình sẽ ăn buổi trưa, còn buổi chiều với buổi tối nữa. Ba muốn ăn gì con nấu cho ba ăn luôn. Thôi cũng sắp tới giờ con đi học rồi, con nên tập trung vô học hành. Còn đến lúc rồi để ba lo. Bếp là của ba, là của ba. Ba cái gì kỳ vậy trời, sao bỏ chạy hết trơn vậy? Ai nghe lời anh thì sẽ có tất cả, bằng không thì sẽ như một chiến lợi phẩm trong bộ sưu tập tình ái của anh thôi. Chỗ này là nơi làm việc của anh, không phải chỗ để anh tới tán gái. Thế tôi hỏi anh, chỗ sinh viên làm việc thì giảng viên như anh tới đây làm gì? Trong giờ làm mà em ngồi thẫn thờ như vậy á hả? Dạ em xin lỗi chị, để giờ em đi liền. Chị ơi, sao chị không giữ quá vậy? Trời đất ơi, nhân viên mà thái độ phục vụ vậy hả? Cái quản lý này gặp tôi liền. Em làm em phải tập trung công việc chứ, lúc nào cũng buồn rầu vậy, khách nhìn vô rồi sao?